Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người quay trở lại channel của mình. Mình là coi thứ mày và mình đã quay trở lại rồi đây. Oh yeah, oh yeah. Từ như trước mắt mà cách xa ngàn phút giây, ngồi gần bên em mà vẫn chưa chạm cánh tay ấy, hay chưa anh em thấy mình à, dạo đầu một ngày mới về nó đang hoành tráng chứ bộ? được đấy, thôi được rồi chúc anh em nhân hai vui vẻ và sự kiện Halloween thật là hoành tráng nhá và anh em nào đi chơi về gấu thì à, nói chung là sâu hình các kiểu các kiểu lên Facebook đi cũng gọi là có ngày Halloween cho với người ta. Bây giờ thì mình sẽ đi thử qua ngọn núi phía Bắc thử phá út đệ, thử coi cảm xúc của những thanh niên bị phá nó như thế nào. Không hiểu vì sao, ui khu không nó đông người thế nhỉ? Khu không có mãnh tướng à? hộ tướng à kinh thế nhỉ ui trời ơi sao những cái khu mà một người hai người thì không chạy vào úp đây để có những khu không người thì không chạy vào úp sao có những khu lại 10 người 9 người nhỉ ở xin nhau vt tới tấp kìa các kiểu các kiểu gọi là trời ơi kinh quá nhỉ những thanh niên đi phá camina này những thanh niên gọi là đi đi ké tiềm năng đi xin ké tiềm năng mà không cho quê quê thôi rồi ấy mình cũng có cái thời mẹ đi xin ké tiềm năng này. nhục vãi cứt trai ô có thằng có thằng à Chắc chắn là thằng này bật cờ, không biết có lý do gì đây, mình sẽ bật cờ. Anh em biết vì sao mà thằng à à đây là Aclaze bảy vị server nhá. Và hôm nay mình sẽ mở cái viên sun vàng này nhưng mà từ từ đã. Anh em anh em biết tại vì sao làm sao để nhanh nâng phút giám luyện tập, mình sẽ chỉ cho anh em một thủ thuật mà giúp cái anh giúp anh em nâng cái phút giám luyện tập một cách nhanh nhất, đó là anh em đánh Super Broly. Ok. Thì anh em đánh Super Broly thì nó sẽ nhân đôi với thời gian thường nó sẽ nhanh hơn rất nhiều thậm chí là nhanh hơn gấp vài lần luôn rất là tuyệt vời luôn anh em chỉ cần cứ cứ mang giám lên tập vào à, gặp super broly gặp nó thì bem sấp mặt nó cho coi đấy là cái kết là anh em sẽ nhận được lại được cái phút giám luyện tập cực kỳ nhanh chóng giờ mình sẽ đổi cờ giết tăng này không biết phản ứng của nó như thế nào lâu lắm rồi mình chưa xem phản ứng của người khác khi bị mình giết đấy đấy ây rồi ôi đổi khu nhanh thế nhỉ ở à đây, đây 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 này, này khiêng nè khiêng nè chết ngắt chưa vỡ mồm mình thử thử coi phá thêm thằng nữa thử coi cái cảm xúc nó như thế nào ông tí nó trời ông trời phù hộ cho ra kể trang được ra hòa đá nói chung là cái ạc này là đây là viên cặp sun thứ ba rồi này nè này nè đệ nè chết ngắt chưa con haha <laughs> kaka để xem nó có chửi gì không nó có chửi mình sắp man không nói chung là cái trò mà phá úp là một cái trò rất là nhục gọi là ô uế các kiểu các kiểu thôi được rồi mình sẽ hồi sinh cho nó nha rất tội nghiệp luôn Để đúng là con người rộng lượng thì không bao giờ phá được mà có đi phá cũng hồi sinh cho người ta mà rất là rộng lượng luôn ấy hồi sinh sống lại nha, coi như hòa nhá rồi tao mày coi như không nợ gì nhau đây mất công lại bảo là Úi rồi ơi thằng laser bảy bảy server phá úp phá úp rồi ơi nó chặt thế giới nó chỉ các kiểu các kiểu nữa thì khổ lắm các bác ạ đấy tháo ra tí là 9999 phút vừa đẹp thì đợt trước mình đã mở viên cáp xuân vàng và ra anh em biết ra cái gì không ra ở dơ Lần 1 là ra ở dơ, lần 2 là ra Shinbato Và lần giờ thì không biết ra gì, bây giờ mình sẽ qua đảo Kame thử coi uh, nghi vấn nó ra cái gì nhá Mà 90% lần giờ là nó sẽ ra là cái cải trang thỏ đầu bạc, mình chắc chắn cái điều đó 90% nhá Mình dám khẳng định 90% lần giờ là nó ra cái cải trang thỏ đầu bạc Chỉ có 10% là nó ra được ra hòa đá và uh, 0,1% nó ra vàng mà Tỷ lệ ra 100 triệu vàng cũng nhanh lắm nhá Ngon lắm nhà đấy, bây giờ là tỷ lệ nó ra cái cải trang thỏ đầu bạc này là hơi cao anh em này mình nghĩ là ra cải trang thỏ đầu bạc nhưng mà cũng có thể ra cải trang tại vì là nó chỉ ra cải trang hai ca ngọc thì uh, tàng hình có rồi dracula có rồi bông băng có rồi cải trang uh, vô quỷ satan có rồi ở dơ có rồi với lại sin bato có rồi thì đợt trước hai lần mình đã mở ở dơ với lại sin bato rồi thì bây giờ mở thì mình nghĩ là chỉ có thỏ đầu bạc thôi mà nếu như nó không ra thỏ đầu bạc nữa thì mình nghĩ là nó ra đời ra hòa đá rồi không ra đời ra hóa đá thì mình nghĩ nó ra 100 triệu vàng thôi và bây giờ chúng ta sẽ mở viên cáp xuân vàng Umbala bùa Umbala Umbala Kara 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 Tara Kame Sanda La Jet Vip server A Đấy Rồi ơi đọc thần chú các kiểu các kiểu ấy Kinh chưa anh em Đấy không bây Giờ mình sẽ tiến hành mở viên cáp vàng này Gọi là sự kiện Halloween Chúng ta cùng nhau uh, chiến viên cáp xuân vàng nhậu nào anh em đoán ra cái gì đây sẽ là cái trang gì thỏ đầu bạc 90% phần trăm thỏ đầu bạc mình biết ngay là thỏ đầu bạc mà không thể nào mà thoát được nữa rồi à, thôi được rồi kia nói chung là toàn là cái trang free hôm qua thì à, nói chung là không đứng được top 1 Aclaze bảy vip server này nó đứng top 2 thua thằng top 1 đúng 3 điểm thề luôn thua thằng top 1 đúng 3 điểm và cái cải trang này hoàn toàn là miễn phí nhá đi ở bên liên server và đứng các bạn chỉ cần đứng từ top 1 đến top 10 và có ngay một viên cáp xuân vàng sẽ mở cái viên cáp xuân vàng đó ra một cái cải trang ngẫu nhiên hai ca ngọc đấy rất tuyệt vời và lại thêm một cái cải trang miễn phí nữa free không biết lần lần sau sẽ mở ra cái gì anh em có háo hức không? Lần sau uh, nó sẽ phun cái trang hai ca ngọc rồi, L vậy nó nó có ra đời ra hóa đá không ta? Hay là nó vẫn ra những cái trang bình bình thường thôi ta? Có thể lắm chứ. Và lần giờ thì ra thỏ đầu bạc. Nói chung thỏ đầu bạc thì rất là đẹp trai, nhìn có vẻ uh, nhìn đúng chất uh, chuẩn chuẩn xoáy ca. Nói chung là hôm nay thì để mình xem Santa thử coi cập nhật cửa hàng Santa thử ơi, có cải trang gì mới không nha. Nói chung là cũng chả có cái trang gì mới anh em ạ Nói chung là tất cả là cũ hoác hết rồi Tất cả là cái trang cũ hết rồi Mà bây giờ mà cái trang ngon nhất trong cửa hàng thì mình nghĩ là bun ma thôi Cái trang ngon nhất trong cửa hàng là bun ma thôi Ngoài ra chả có cái trang nào gần nữa cả Và cái trang bun ma nó không bán trong cửa hàng luôn chứ Cái trang bun ma là anh em phải mua trực tiếp từ người khác Chứ nó không bán trong cửa hàng Vậy là cửa hàng cái trang ngon nhất mình nghĩ là cái trang xeo con ba ca Ngọc đúng là tiền nào của đấy anh em ạ Úp đệ mát phê luôn Có cái trang xeo con thì úp đệ mát phê còn bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái trang này Riêng về uh, mấy cái trang đầu thì mình không nói nha Cái trang đờ ra là dùng để úp đệ Cái trang tàng hình là dùng để uh, không bị quái đánh Đấy nói chung là dùng để phụ úp đệ Cái trang bông băng là dùng để qua câu lơ Cái trang uh, vua quỷ Satan là dùng để uh, úp vàng Cái trang uh, thỏ đó bạc là dùng để úp đệ Nhưng mà đệ phải có đồ hút về Cái trang ở dơ là dùng để uh, gọi là phá ngọc rồng sao đen Hoặc là đi trôn rồi uh, cái trang xin uh, thì mang vô để đánh nhau để người ta đánh mình hụt Đấy còn cái trang sói ca này mang vô để thể hiện một cái chất chơi người rơi một cái mãnh lực rồi chạy nhanh đồng thời là tăng luôn tiềm năng và sức mạnh luôn và đồng thời nó cũng có một cái công dụng đó là giò ba lê luôn rất tuyệt vời ôi ở dưới đây nó ghi gì đây cải trang thành sói hay queen tăng tốc độ chạy thưởng sức mạnh và tiềm năng khi đánh quái này đấy cải trang android 19 là nó tức là vô hiệu và biến 80 mươi trăm trưởng thành KI đấy tức là mình trưởng nó thành KI đại khái là vậy hồi một phần trăm khi bị đánh và cộng 10 chí mạng khi bạn mang cái này vào thì tương đương với một rada cấp 10 ở shop đấy tuyệt vời không Như vậy là chúng ta mang cái cải trang này vào nhá xong mang thêm cải trang 12 mang thêm cái một cái ra cấp 12 nữa uh, ra đâm cấp 12 cấp 4 đi là chí mạng 17 với lại cái này 10 trăm nó chí mạng 27 trăm nếu như mang cả cái trang này là chí mạng 27 phần trăm với vô hiệu và biến 80 trưởng thành KI thì Trái đất PK là mát phê luôn Trái đất anh em đừng có chê cái trang này nha Trái đất PK là mát phê luôn Nếu như mang cái trang này Còn cái trang Android 20 thì dùng để úp uh, uh, bí quyết Gọi là mang bộ úp bí quyết thì uh, nó ngon lành luôn Cái trang này thì uh, cộng 15 trăm trí mạng rất tuyệt vời Cộng 15 phần trăm trí mạng lận nhá Rất kinh luôn Xeo uh, 1 thì rất củi mía hút 1, 100 Xeo 2 thì hút trăm Xeo 3 thì trăm Và xeo con thì 400 Đấy, Android thì nói chung là để úp đệ Dành cho những anh em mà uh, gọi là thiếu thốn thiếu thốn vật chất đấy ok thì anh em cứ mua cái trang này nếu như thiếu thốn còn bill biu thì làm chậm ra côn thì tàng hình đờ ra thì hóa đá uh, ma bư thì uh, biến sô cô la cái trang hợp thể thì nói chung là chỉ số cũng bình thường thôi nhưng mà chẳng có công dụng gì chỉ có tác dụng khi hợp thể cái trang vip thì dành cho những đại gia gọi là thể hiện thích thể hiện mua về chơi thôi còn cái trang lão cận thì gọi là chả có gì uh, cái trang ba cái trang hai tỷ vàng thì đẹp chứ không được cái gì cả còn uh, số 1, số 2, số 3 thì số 4 thì quá quỳ bắp gọi là không có hiện trang gì ngon lành cả anh em thôi được rồi nói chung là hôm nay mình cũng mở ra cái thỏ đồ bạc là tuyệt vời rồi vỗ tay anh em ơi rất tuyệt vời vậy là trong 3 tuần là mình mở ra ba cái trang một là ở giờ hai là Simato, ba là thỏ đồ bạc rất tuyệt vời rồi à, nói chung là những cái những clip gọi là cắt xuân vàng thì anh em ủng hộ khá là nhiệt tình Đấy, nói chung là vậy nói chung là toàn là đồ free cả và free thì anh em ủng hộ rất nhiệt tình tất cả cái này mình mình mở 3 tuần vừa rồi là không làm một chút cạc nào vào nhá là thằng laser 7 server nó đứng trong top 1 đến top 10 server và thậm chí là được cả radar radar thần linh tập trước anh em có xem này được cả radar thần linh cơ mà quá phiêu luôn toàn là cái trang miễn phí không à nhưng mà rất khó để đạt được từ top 1 đến top 10 để đứng trong được cái số đó thì anh em phải nói rằng rất khó đồ phải rất là mạnh mới được đấy rồi ok bye mọi người nhá chúc mọi người chơi game vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc ok bye anh em